À, hôm qua là chú mới đi chợ đúng không? Tối hôm qua mới đi, 7-8 giờ. 7-8 giờ tối hôm qua, xe đợt này xe lại bé hơn đúng không nhỉ? Ừ. Xe đợt này bé hơn cho nên là không hết được cây. Vẫn còn là toàn hàng nọ 30 này nhiều. Tiếp đây là chia sẻ đến các bác một cái vườn nọ đỏ cao 30 đây. Nhìn các bác xem tổng thể hàng đây. Còn tí nữa em sẽ đi cho các bác xem cụ thể từng luống một. Em trước tiên em quay sơ cho các bác là cái vườn của nhà chú Lục này là hiện tại bây giờ là còn nọ đỏ và cái hàng là chậu nhựa nhá. Bên kia vẫn còn loang choang một ít dù 50. Đấy, vẫn còn loang choang một ít dù 50 nữa. Và bên dưới kia còn những chậu nhựa trắng chú mới thay rất là đẹp nhá. Thì thực sự là chú đi đợt này xe nó bị khép nhỏ lại cho nên là không hết cây. Muốn bán thanh lý nốt cái nô còn lại ở nhà này. Còn thực sự là chú làm cây bao giờ là chú cũng để đi chợ cho nên là không bán ở nhà. Nhưng mà đợt này xe nó hơi nhỏ, không xếp được hết, thì muốn bán thanh lý nốt. Trước tiên là sẽ quay cho quý các bác xem là cái hàng nọ đỏ cao 30 này. Nhìn là mã quả sáng rực luôn. Là hàng mini bonsai này. Nói chung vườn này thì ở riêng làng cho nên là các bác có đi tìm cũng không thấy được. Thì trong nước em sẽ để lại số điện thoại ở trên đầu tiêu đề cho các bác liên hệ trực tiếp với các chủ vườn nhé. Bên này là nọ cao 30 này, còn bên này là nọ 40 nhá. Đây là hàng nọ hoa cao 40. Thì số lượng tương đối nhiều đấy, nó cũng rơi tầm khoảng 300-400 cây nữa. Chất lá xanh, quả mã sáng. Bên này nó hơi nội này, em sẽ đi tắt sang bên này cho các bác xem cái hàng chậu nhựa này. Trong đây em sẽ quay cho các bác xem cái hàng dù 50 nhá. Dù 50 thì hàng to nó ở đoạn trên kia, em sẽ quay sau tiện quay đến đây. Và em sẽ quay số điện thoại cho các bác xem luôn. Đây là cái hàng chú gọi là để dáng tự nhiên theo kiểu dáng quất lùm đây. Chậu thì chậu trắng rất là đẹp. Đây là để ngoài nó rêu bụi, còn về lau đi thì nó rất là sáng. Dòng chậu nhựa cao cấp. Em sẽ quay đây và quay luôn số điện thoại cho các bác xem. Chung ở vườn của chú là hơi nội cho nên là đi lại nó cũng khó. Hàng hình thức nó như thế này. Hàng quất lùm trên chậu nhá. Chỗ các bác mà đi được quất lùm trên chậu thì có thể là đi. À, và còn một ít quất bát mini đây. Đấy, hàng bát mini chắc còn khoảng 50 cái. Quanh quanh chỗ này còn khoảng 50 cái. Vâng, có khả năng phải 100 cái rồi. Còn 100 cái quất bát mini này. Giá thành loại này thì giá thanh lý rẻ thôi. Đây, em sẽ quay số điện thoại chú nhá. 0967 320 895 đấy. Thì bây giờ em sẽ nên quay cái nô dù 50 cho các bác xem. Sự là năm nay là chú đi không hết cho nên là bớt lại một ít dù 50, còn đa số là nọ đỏ thôi. Nọ đỏ cao 40-30 thì nói chung là tương đối là nhiều, nó rơi tầm khoảng 300-400 cây gì đấy. Cái hàng này thì xếp xe rất là gọn cho nên là các bác đi được số lượng rất là nhiều. Đây, hàng dù 50 của chú đấy. Số lượng dù 50 này chắc chỉ còn tầm khoảng em đếm là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chắc nó tầm khoảng 30 chậu thôi. 30 cái dù 50 này thôi. Bác nào mà nếu mà thiếu xe, cần ghép xe ấy,
thì liên hệ nhá. Mà xe đi sờ cho các bác nhìn, dàn quả thì cực kỳ là sai rồi. Tính đến thời điểm này thì chú bán giá rất là hợp lý thôi. Em mà định là báo giá lên, nhưng mà thôi các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chủ vườn cho tiện. Chứ còn em cũng không tiện báo giá. Nhiều khi là nên là nhiều bác nó bảo là dị nghị. Trực tiếp, nếu mà trực tiếp chủ vườn báo giá thì nó lại là rất là đơn giản. Đấy, nó choang những cây dù 40-50 và nó đỏ đây. Hàng lá xanh nét luôn. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại ở đầu tiêu đề hoặc là số điện thoại trong clip nhé. Em cũng xin dừng clip tại đây nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhé.